hửi gì vậy? Hửi đường ăn biết anh tưởng anh có ý đồ với nhà người ta đó. Ý đồ đâu ba? Tại cái mùi này nè, đây là chai nước hoa bạn anh tặng mà giờ hết sản xuất rồi, mà cái mùi độc đáo lắm, cái mùi nó âm hưởng thiên nhiên cảnh trí và ký ức ngày xưa nó ù về á. Sau khi anh đi anh nhớ lại cái khung cảnh ngày xưa ở nhà mình á, mà mỗi lần mình xài mùi này là anh nhớ thời thơ ấu, mà cái thời thơ ấu anh á là nhà anh có cái cửa sắt này nè, nên là anh giờ anh ngửi mùi cửa sắt cho đỡ nghiền đỡ nhớ mùi đó. Đó là anh đi hay đi hửi cửa nhà người ta đó hả? Lạ lắm hả nghe. Thì nó thôi được rồi, nước hoa đúng không? Riêng về những mảng làm đẹp vừa thơm vừa xịn này là phải tìm em. Đúng rồi đó, hình như em có bộ sưu tập nước hoa đúng không? Những bộ sưu tập của em á rất là đắt tiền nè, nhưng mà bị cái là phổ biến trên toàn thế giới, còn anh á thì anh muốn những cái mùi nào nó độc đáo, nó phải lạ để giúp cho mình nhớ lại cái ngày xưa. Tiếc quá, gần hết rồi, còn miếng á không lẽ giờ chiết ra. Nè, đầu tiên em xin khẳng định lại, anh đừng có nghĩ không phải cứ là người mẫu thì cái gì cũng phải mắc tiền và cũng phải là thương hiệu quốc tế hay này kia ha. Thứ hai nữa, anh muốn độc lạ, có độc lạ cho anh. Thương hiệu nước nhà tư duy rất hay. Vậy hả? Bởi vì sao? Tụi em rất là chịu khó quần những con người có những tư duy lạ, những em rất là độc lạ đúng không? Một người duy nhất không có người thứ hai. Nè, bây giờ em cũng sẽ đó, độc lạ không? Cái này không muốn khai nha, anh tự nha. Ngày hôm nay em dẫn anh đến cái chỗ này cho anh tìm lại cái sự độc đáo của anh luôn. Anh làm ra những cái riêng cho anh luôn và sẽ độc như em. Chỉ có một, không có người thứ hai có trên đời, bởi vì anh chính là người tạo ra nó. Anh tạo nhưng, ra nước hoa hả? Đúng rồi, thí dụ anh muốn tìm được cái mùi mà anh lấy lại được ký ức của anh. Na ná giống vậy, có chút xíu này, đúng. Làm được luôn. Ủa? Bên cạnh việc mà anh có thêm cái riêng cho anh luôn. Trời ghê vậy, nhưng mà anh chịu không? Độc đáo gì mắc hơn. Trời ơi, trong tầm anh nhìn đi, nhìn em với bên ngoài sang trọng chứ bên trong không có tiền. Em dẫn anh đi đến những nơi mà làm được cái giấc mơ đó cho mình. Vậy nếu bữa nay mà làm được ưng ý anh ha, anh tặng em một chai. Thôi cảm ơn, em đã tự có cho mình. Ủa, rồi luôn hả? Đúng rồi, như em nói. Trời với anh, em là duy nhất. Em phải hiểu được mình biết cái gì, muốn cái gì, và em sẽ dẫn anh đi làm cái đó. Tuyệt vời quá quý vị. Như vậy, nếu như quý vị mong muốn có được những mùi hương độc đáo, riêng biệt của chính mình, thì hãy đến với Chuyện Đó Chuyện Đây. Với Chuyện Đó Chuyện Đây được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi, để chúng ta khám phá một thế giới đầy sự bất ngờ và bí ẩn. Ngày hôm nay hãy cùng với Hoa Rapper và Mít Nguyễn chúng ta tìm hiểu cách sử dụng nè, đặc biệt là chế tác ra những dòng nước hoa riêng biệt độc đáo mang cá tính của chính mình nha quý vị. Mình đi thôi. Mà anh biết đi đâu chưa? Chưa. 14A Tôn Thất Đạm, quận 1, Hồ Chí Minh. Đi thôi. Vậy mới cao bằng các bạn. Đây, đúng địa chỉ em nói với anh đây. Bẻ cái miệng hơi cực đó, thôi không sao. Anh Nguyên ơi, có nhà không anh? Hello, chào anh Biết. Em xin giới thiệu với anh Hoàng, đây là anh Bình Nguyên. Chào Nguyên. Chào anh Hoàng, mời anh chị vào trong này ạ. Dạ. Trời ơi, ngất ngây thơm dữ vậy trời. Cũng tâm sự với Nguyên tí là Hoàng đang có một cái mùi này. Đây là một chai nước hoa mà người bạn rất là thân với Hoàng tặng, nhưng mà bây giờ hàng không còn sản xuất nữa. Mà mùi hương này nó đặc biệt lắm, nó khiến cho Hoàng nhớ lại những ký ức tuổi thơ. Nó hội tụ cái mùi sắc của cửa nè, là loại đó, rồi mùi nước máy ngày xưa mà mình hay dùng nè, rồi mùi gỗ những cái vật dụng trong nhà, rồi cái nói chung là kim thủy hỏa một thổ đủ hết trong này. Nó thơm lắm, nó đặc biệt. Nhưng mà thôi đừng có lo, em rất là tin tưởng anh Nguyên, bởi vì anh Nguyên là người giúp em tìm ra được những cái mùi hương rất là đặc trưng của mình, không giống ai. Thì anh Nguyên ơi, đầu tiên á, anh có thể giúp anh Hoàng tìm lại được một cái mùi hương mà theo đúng cái ký ức, cái kỷ niệm của anh đi. Đó, còn chút đó, anh cố gắng anh dùng cái sự nhạy bén của anh giúp bạn thứ hai nữa. Nếu được thì anh giúp cho anh Hoàng có thêm một mùi nước hoa nữa riêng đặc trưng theo tính cách con người mà trên trái đất này, cái hành tinh này đúng một mình Hoàng có thôi, bởi vì làm sao có anh Hoàng thứ hai. Đúng rồi. Anh gặp em đúng rồi rồi. Mình ơi, em sẽ giúp anh tái hiện lại một cái mùi hương mà giống với cái mà anh mong muốn nhất. Chủ và ý, nó lại là của riêng anh nữa. Nhưng mà anh sợ có bị mất tiền không, chi phí sao hen. Là về khoản này anh yên tâm, sẽ rất vừa túi tiền với chúng ta. Wow. Bởi vì theo cái mặt bằng chung em đã sử dụng nước hoa nha, đông tây nam bắc từ cổ chí kim. Bởi vì em rất là điều, em rất là bị cuốn hút bởi mùi nước hoa. Thì đúng rồi, cái phân khúc giá của cái thương hiệu
Việt Nam mình vẫn vừa tầm với người Việt. Tuyệt vời quá, cảm ơn Nguyên. Và trong nước hoa thường là người ta sẽ chia ra hai dòng nước hoa. Dạ. Một là nước hoa chỉ có một tầng hương gọi là light ear. Dòng thứ hai là nước hoa ba tầng hương thì có hương đầu. Hương đầu là cái hương mở đầu ngay khi anh vừa xịt ra, anh sẽ ngửi thấy cái tầng hương đầu. Dạ. Hương giữa là gọi là heart note, tức là nó là cái mùi chính của anh. Đấy, kéo theo anh từ sau cái giai đoạn hương đầu là hương giữa đấy trải suốt quá trình nước hoa, và cuối cùng là hương cuối. Hương cuối là cái hương cuối cùng nó đọng lại ở trên da anh. À, hương cuối cùng đó. À, hay quá. Là trải qua cái khung thời gian là khoảng bao lâu à? Mà mười mấy tiếng cho đến mấy ngày không ạ? Dạ, sẽ tùy từng mùi nước hoa anh ạ. Có những cái mùi thì nó chỉ lưu trên da mình được vài tiếng thôi. Dạ. Nhưng mà có những mùi thì có khả năng lưu được cả một ngày, ngày dài. Ồ, hợp lý nghe, hợp lý nghe. Càng nhiều tầng nó càng xịn ra. Ba tầng hương người ta có cái câu nói rất là hay. Hương đầu là dành cho bản thân, tại vì mình xịt ra chỉ mình ngửi thấy thôi. Dạ. Hương giữa là dành cho bạn bè. Hương cuối là dành cho người tình, tình nhân. Hợp lý quá. Em muốn hương nào? Em nghĩ hương nào em cũng thích, bởi vì một mùi hương mà mình đã chọn có nghĩa nó phải phù hợp với từ tính cách con người mình và nó phải cân đối với môi trường xung quanh của mình nữa. Đúng rồi, cái bối cảnh sử dụng nữa đúng không? Từ thời xa xưa, nước hoa luôn được xem là minh chứng cho sự giàu sang và quyền lực. Để điều chế ra nước hoa có mùi hương đa dạng, người ta thường nghiên cứu sử dụng rất nhiều nguyên liệu khác nhau, như long diên hương từ cá nhà tán, xạ hương từ hưu đực, hương thơm chiết xuất từ các loại hoa khác nhau cũng cho ra mùi hương khác nhau. Nhưng bắt đầu từ thế kỷ 20, cùng với sự phát triển của khoa học, hầu hết các nhãn hiệu nước hoa đã chuyển sang hương nhân tạo mô phỏng hương thơm tự nhiên để giảm bớt việc sử dụng nguyên liệu động vật. Theo thời gian, từ sản phẩm chỉ dành riêng cho người giàu có và quý tộc, nước hoa đã dần bước ra thị trường quốc tế, được nhiều người ưa chuộng, thậm chí trở thành trào lưu. Xin chào mừng quý vị đang quay trở lại với Chuyện Đó Chuyện Đây. Hãy sẵn sàng cùng với Hoa Rapper và Mít Nguyễn, chúng ta được giao lưu với chuyên gia về nước hoa Bình Nguyên để làm sao tạo ra cái mùi hương ngày xưa Hoàng đã từng rất là vương vấn về nó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu làm he. Dạ. Đây, mẫu đó. Còn miếng tiết kiệm Nguyên. Hết. Tiếc mẫu chấm xài. Không biết là đam mê từ đâu mà Nguyên đã theo đuổi cái duyên này đối với nước hoa bao lâu rồi? Dạ, em theo đuổi cái nước hoa này chỉ khoảng 2 đến 3 năm thôi. Là cũng do cơ duyên gặp được chị founder của cái thương hiệu này. Chị đó thì cũng có một thời gian dài làm việc ở bên châu Âu, là cũng làm trong ngành hóa dược. Và cái đam mê của chị đấy tạo ra nước hoa là đam mê từ hồi còn đi học. Thì mỗi cái mùi hương như anh thấy ở đây thì mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu và làm việc với nhà máy ở bên châu Âu để đưa về đây, rồi các cái giấy tờ. Mỗi một mùi này thì ít nhất bọn em phải chuẩn bị khoảng từ 6 tháng đến 1 năm. Ghê vậy đó, đầu tư dữ vậy ha. Anh em mình ngồi đây nó không giống như một nơi mình đến mua nước hoa. Mình giống như đang ngồi trong một phòng thí nghiệm mà ngày chúng ta còn đi học vô. Đúng, phải thử nghiệm này kia đúng không? Và ngày hôm nay tụi mình sẽ trở thành những người chế tác ra nước hoa cho riêng mình nữa chứ. Vì từ đâu mà mọi người có cái ý tưởng là làm ra được những mùi nước hoa cho riêng mình? Bởi vì thật sự mua nước hoa đã khó, làm ra nước hoa lại càng khó hơn, mà mọi người lại để cho khách hàng tự làm nữa. Dạ, vì cuộc sống hiện đại ngày xưa thì chỉ cần ăn no mặc ấm là được, nhưng mà về sau thì người ta muốn ăn ngon mặc đẹp. Và tiếp theo nữa thì lại muốn là có cái tôi, cái cá tính riêng của mình. Bây giờ anh cũng thích những cái dòng sản phẩm thời trang thiết kế riêng cho anh đúng không ạ? Hoặc là xe cộ cũng có những cái bản limited là chỉ dành riêng cho anh, thiết kế riêng theo ý của anh. Thì bọn em nghĩ là mình tạo, tại sao lại không tạo ra một mùi hương riêng cho mỗi người. Bây giờ mình sẽ pha màu nào trước ạ? Bây giờ em sẽ demo trên tay anh cái mùi mà em sẽ thiết kế cho anh. Tức là nó sẽ theo hơi hướng cái mùi mà anh đang thích và tạo cho anh một cái nét riêng nữa. Thì bây giờ em sẽ dùng các cái mùi cơ bản trước. Cơ bản? Dùng nó kết hợp ngay ở trên tay anh trước. Okay. Để... tay nào ạ? Nằm tại đường hủ tay trái. Thường á thì chúng ta sẽ thử hương ở những cái vùng cổ tay trước, hai bên tay. Tại sao? Tại vì thường vùng này sẽ có mạch đập nhiều. Cái này là theo cái quan điểm cá nhân của em thôi nha. Chỗ này mạch máu của mình sẽ đập tuần hoàn nhiều, cái mùi sẽ phát xạ hương tốt hơn. Vậy hả? Đấy, dạ. Là kiểu như đập cái nó bung 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 mùi. Mình không cần đập luôn, bởi vì mạch đập nó đã đập sẵn. Đầu tiên thì em sẽ
để cho anh thử một cái mùi hương gỗ của bên em. Cái hương gỗ này sẽ làm nền để chế tác cả ra cái mùi mà anh... Mà gỗ chắc chắn có nhiều loại gỗ lắm. Dạ đúng này rồi. Này là gỗ gì vậy? Trong này sẽ có gỗ tuyết tùng, gỗ đàn hương, giấy cói. Ồ, nhiều vậy đó hả? Ừ, đã quá nè, nhìn... Ừ, đúng là cái nền này chắc à, nền này đậm à. Ừ, dạ rồi. Đó, là mình có mộc rồi đúng không ạ? Có mộc rồi đấy. Trong nước hoa thì thường người ta sẽ sử dụng hương đầu là các cái loại trái cây và hoa cam chanh. Dạ. Yeah. Thường anh nếu mà anh để ý nước hoa thường anh sẽ thấy hương đầu như là cam bergamot hay là những cái như là quýt hồng rồi hoa cam neroli. Tại vì tính chất của mỗi cái phân tử của hương nó lại khác nhau. Phân tử của hương cam chanh hoặc là trái cây nó gọi là hương citrus. Những cái phân tử nước hoa đấy thì nó sẽ bay bốc hơi rất là nhanh. Yeah. Nên nó luôn luôn xuất hiện ở tầng hương đầu. Ở tầng hương giữa thì mình lại hay gặp những cái loài hoa, ví dụ như hoa hồng, hoa nhài, hoa ly, hoa tulip. Hay là những cái gỗ mà nó có thiên hướng bốc hơi khá là nhanh như là gỗ tùng. Còn ở lớp hương cuối thì người ta bây giờ hay sử dụng những cái mùi như mùi hổ phách này, vani, sô-cô-la, mùi xạ hương, long diên hương. Xạ hương và long diên hương là những cái mùi động vật rất là quý hiếm và rất tiền. Trầm hương nữa. Đó. Ý mà cái hổ phách là có liên quan tới thổ rồi đó. Bây giờ em sẽ thêm cho anh một chút mùi của thổ. Đó là mùi hổ phách. Ồ, tinh dầu nè, tinh dầu nè. Đấy, em sẽ chấm một chút hổ phách rồi em sẽ... Đây này bọn em gọi là kỹ thuật mix demo ngay trên tay. Nhưng mà em nghĩ mấy mùi này trước anh Hoàng nên thử nhẹ nhẹ thôi. Có cảm nhận hình như nó đâu đó nó kia nó nhẹ nhẹ nhẹ. Cứ nhẹ nhẹ ha. Đó, bây giờ có một ảnh theo ký ức của ảnh là ảnh hay ngửi cái cửa sắt là phải có một chút kim loại nữa. Trong này sẽ có mùi long diên hương, ISO E-Super và một chút mùi kim loại ở trong này. Em sẽ thêm vào một xíu cho anh. Cái mùi nó lạnh hơn rồi đó. Hồi nãy thì mùi nó ấm và nồng, bây giờ lại mát mát, lạnh lạnh. Bây giờ mình sẽ biến nó ấm lại bằng mùi của khói. Khói hỏa hỏa. Tại vì phải có lửa, lửa bốc ra khói mà. Mặn mà đậm đà lại lên. Em ngồi đây mà em nghe cái mùi nó có thể bay qua phía em luôn á. Vậy là đủ 4 là kim này. Kim, mộc, hỏa, thổ. Giờ còn cuối cùng là mình sẽ dùng dung môi là thủy. Hợp lý luôn. Cái dung môi của bọn em dùng là cũng là dung môi trà xanh. Đây là một loại dung môi cao cấp, chỉ có nhập khẩu từ Pháp thôi. À, mình cho dung môi thẳng lên luôn. Dung môi này nó có làm, vì nó có trà xanh, nó có làm biến thiên cái mùi mình đi tí không anh? Không, anh nghe cái mùi dung môi. Nó kìm lại cái sự nóng bỏng hồi nãy. Nhiều lúc á, mình dùng mùi gắt quá thì người đối diện nghe sẽ cảm thấy hơi bị nồng hay là khó chịu. Nhưng mà có dung môi vô cái hòa tan lại đó. Cái mùi của anh á, nó kìm lại để nó có thể tỏ đều từ 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 từ. Và nó giữ độ bền hơi lâu hơn đúng không? Dạ, tiếp theo em sẽ viết ra cái công thức. Có thể là em pha hoặc là cũng có thể em sẽ hướng dẫn cho anh tự tay pha như vậy. Đấy là công việc của bọn em. Khó nhất là sau khi khách hàng ưng ý, bọn em sẽ phải tính toán dựa vào những cái kiến thức và kinh nghiệm của bọn em. Viết ra một cái công thức sao cho pha ra là phải chuẩn cái mùi như ở... Ngày xưa lúc em mới bắt đầu dùng nước hoa thì em luôn thích những mùi rất là độc đáo, nồng nàn, mà nồng đến mức độ mà ở cách xa 1 km cũng phải ngửi được cái mùi của em. Nó nặng nặng luôn rồi chứ phải thì nồng đó, nữa. Xong đến một ngày đẹp trời mình cứ nghĩ là mình xịt người ta ngửi thôi, mình không có sợ anh. Đến một ngày đẹp trời thì em leo lên một chiếc xe mà chiếc xe không gian nó hẹp á. Mình tự xịt, mình tự ngửi, mình gọi là mình tự mình tự ngợp luôn á. Từ đó về sau là lần sau không bao giờ có lần sau nữa. Và từ đó bắt buộc mình phải thay đổi cái thiên hướng sử dụng và cái tâm tính của mình cũng thay đổi. Dễ thương, tạo ra Mít Nguyễn rất là đáng yêu như ngày hôm nay. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau bước vào công đoạn tiếp theo ha. Giờ em sẽ hướng dẫn cho anh để mình tạo ra cái mùi hương như lúc nãy thành một chai nước hoa hoàn chỉnh. À, có công thức sẵn. Đây là công thức em viết cho anh. Đây là cái cốc thí nghiệm, cốc pha chế. Cốc đây. Đây, đây là cân chị... cân tiểu ly. Cân tiểu ly để cân này có thể cân đến 0.1 gram. Dạ. Yeah. Đây là các cái tinh dầu mình sẽ sử dụng. Đây là pipette. Mỗi lần dùng một loại tinh dầu mới anh sẽ dùng một cái pipette mới, không để lẫn pipette với nhau. Không dùng chung. Đây là dùng một cột trà xanh 98 độ. Dạ. Chuyên pha chế nước hoa. Cái này gọi là pipette hả thầy? Dạ đúng. Rồi dùng xong cái mình dùng hả? Dạ đúng.
Nếu như anh pha chế xong hết rồi anh phải vứt. À vứt hả? Chứ không có rửa, mình tách chế mình sử dụng lại không ạ. Nó sẽ làm bị lẫn mùi. Đây là máy dung. Tưởng mà sao này? Cái tinh dầu đầu để tiên. Để xem đợt này anh có tốt nghiệp không nha. Vậy hả? Đây cái mộc của anh sẽ để cho em 5.0g. 5.0. Đây ạ, đây mình nhìn vào cân. Đây ạ, nó sẽ hiện đây anh. Có nghĩa anh có thể lấy nhiều nhưng mà anh khi bóp, vào đó thì anh xa bóp rồi, cân anh theo cái định lượng của cân. Được rồi. Rồi anh bóp được ít thế. Ít hả? Ít hả? Ờ, rất là thận trọng á. Chưa biết, vẫn còn là tấm chiếu mới. À. Rồi. 0.5 đúng không ạ? Dạ đúng. 5.0. 5.0 là ôi vô tư đi em ơi. À. 5.0. Tốt nghiệp không biết, cái phần tốt hay không biết. Mà phần nghiệp anh nhiều lắm. Em yên tâm. Anh bóp vào rồi anh hút xuống thì nó sẽ được nhiều hơn. Bóp vào rồi, anh thả tay ra rồi anh rút lên. Rút lên này. Ủa sao nó cũng nhẹ không? Này, chắc có thể là... Hướng dẫn anh này. Chắc có thể là do anh chưa mạnh tay á. Ừ, sợ. Sợ đau. Cái pipette này bị lỗi. À, lỗi hả? Rồi, mình lại dùng cái khác nhé. Anh dùng cái khác này. Ừ. Rồi. Đấy. 5.0. 5.0. Rồi. 5g á, mình được 3. À, trong quá trình làm anh chú ý cái pipette không chạm vào gốc nha. Cũng không chạm vào phần tinh dầu ở dưới. Vậy hả? Không chạm? Tại sao? Tại vì một là anh chạm vào cốc thì nó sẽ làm lệch cái cân. Thứ hai là nếu mà anh chạm vào tinh dầu ở dưới, nhiều khi mình lỗi, mình còn phải sử dụng cái pipette đấy cho vào đây. Nó sẽ làm 4.8, 4. Rồi, rất là chuẩn. Okay. Ghê chưa? Cái này xong anh cũng sẽ đặt đấy. Đúng 5.0 luôn, 5g đó mọi người. Nhiều hơn cũng không được. Đây là mùi gì ạ? Đây là mùi gì ạ? Mùi gỗ. Mùi gỗ đó. Dạ. Mọc xong. Ừ. Tiếp theo anh dùng một cái pipette mới. Với pipette mới. Rồi anh dùng 6.0 thì tổng cộng 5 nó sẽ là 11 đúng không? Dạ rồi. 6.0 này là của thành phần nào? Kim loại. Kim loại đây. Đây kim loại đây. Là 11. Đó, 5 cộng 6 bằng 11. Ngoài kim loại thì trong này nó sẽ có hoa cỏ này. Có một số mùi rất là đặc biệt như Iso E Super. Iso E Super là một cái mùi hương gọi là thoát ẩn thoát hiện. Ghê. À, theo như em biết cái đó là mùi hương theo kiểu là người lạ nghe được. Nhưng mà mình quen mùi, mình sẽ bị quen với mùi đó. Tức là cái nồng độ phân tử ở trong khoang mũi anh khi nào nó đạt đủ rồi ấy, nó sẽ khiến anh cảm giác mất mùi. Còn chút xíu nữa, 11.0. Hay quá, bắt đầu mình thấy mê đó. Sau này mà anh mà nổi tiếng ha, anh làm thử như là những người David Beckham, Cristiano Ronaldo. Mình ngồi đây thì mình nói nó dễ lắm, nhưng mà cái vấn đề là khi anh bước vào làm anh có đủ cái độ cảm với những người xung quanh anh hay không? Kiên nhẫn nữa. Đúng rồi, phải thật sự hiểu, có chuyên môn là một chuyện ha. Mạnh tay lên, tại vì anh nhỏ bao nhiêu thì sau cái lực anh bóp. Đó. Rồi, được rồi. Thì anh được rồi. Đây, đó, mình đã xong được cái kim loại. Tiếp theo là mùi lửa, mùi hỏa, mùi khói. Nóng bỏng ở chỗ này nè. Đây, để anh tự cầm cho. Bao nhiêu nữa? Dạ là 4, tức là mình tổng là 15. Vậy đó, 11 cộng 4 là 15. Trong quá trình làm thì mình sẽ cố gắng làm càng nhanh càng tốt. Để nó đỡ qua bay hơi. Hạn chế tiếp xúc với không khí. Chí hả, có khi mình phải bảo hộ luôn đúng không? Rồi, hơi lố xíu. Dạ, lố xíu rồi đó mọi người. Đó, lố một xíu, nhiều khi anh thêm một chút xíu, bớt một chút xíu là cái mùi nó đã ra khác chút xíu rồi nha. Anh sẽ ấm hơn cái mùi lúc nãy đấy, tại vì anh lố mùi lửa mà. Dạ, dạ. À, cái này là mùi... Kim, thủy, hỏa, mộc, thổ, à, đất, mùi đất. Dạ, mùi đất. Bây giờ anh sẽ cho mùi đất vào giúp em là 0.1g. 0.1 nó khoảng từ 3 đến 4 giọt thôi. 3 đến 4 giọt. Rồi. Thì anh cứ để nó sẽ ra từng giọt 1, 2, 3. Úi dồi, chuẩn luôn. 1, 2, 3 luôn á. Hay quá. Hay quá. Căng thẳng quá anh ha. Căng chứ. Tiếp theo, xong thì mình sẽ thêm thủy vào nha. Dạ đây. Thì anh sẽ chỉ cần đặt như thế này, anh bóp vào. Bao nhiêu đến tổng là 43.5. Ủa phải chính xác 43.5 luôn rồi. Thì trong quá trình làm này anh sẽ biết được tổng lượng tinh dầu là bao nhiêu. Yeah. Và dung môi tổng là bao nhiêu. Thì mình có thể tự mình nhẩm tính hoặc là bấm máy tính ra cái nồng độ chính xác của cái chai nước hoa của anh. Anh nói thiệt nha Nguyên. Dạ. Ngày xưa Nguyên học hóa học được bao nhiêu điểm? Dạ em cũng tự hào là em học hóa thi đại học được 9 điểm. Trời ơi, khủng khiếp. Cho nên bây giờ người ta mới ngồi chế tác cho anh đó. Anh điểm trung bình thôi, anh sợ môn hóa lắm.
Nhưng mà anh Nguyên ơi, nãy giờ em ngồi em rất là tập trung để xem các anh hướng dẫn. Thì em biết khách hàng không phải người nào cũng có thể, thứ nhất là truyền tải được ý họ thích cho anh để anh cố gắng hiểu. Thứ hai nữa, cũng có những người không đủ khả năng để họ làm được giống vậy. Thì em nghĩ trong nghề anh sẽ có nhiều cái khó khăn mà anh khó chia sẻ được. Thì anh hôm nay anh có thể sẵn tiện nói cho em với anh Hoàng nghe về những cái góc khuất khác trong cái công việc của mình được không? Đúng rồi, nhất là lúc khởi nghiệp á. Tức là nhiều khi khách hàng đến họ cũng ít dùng nước hoa, họ không hiểu họ muốn gì. Thì mình sẽ phải một là hỏi han về nghề nghiệp, rồi xem tính cách, cách ăn mặc họ làm sao, và công việc của họ như thế nào. Thì mình sẽ từ đó mình sẽ dẫn dắt được cho họ thử những cái mùi mà mình nghĩ là họ sẽ hợp. Hoặc là có nhiều khách đến đây là pha để tặng người khác. Thực ra những người pha tặng rất là khó, là không biết là người ta thích cái gì nhưng mà lại muốn bất ngờ. Thì cũng từ những cái công việc, tính cách các thứ rồi mình sẽ đó. Thì rất là tâm lý đúng không? Đúng rồi, phải tâm lý. Bây giờ anh sẽ vừa quấy vừa bóp để làm nó trộn đều nó lên. Rồi cái đó là cái câu chuyện nghề mà nó đi theo anh suốt. Còn trong thời gian vừa qua thì đại dịch ai cũng sẽ bị ảnh hưởng rồi. Riêng anh và nhãn hàng thì có những cái trăn trở âu lo gì không? May mắn là được các người, các anh chị em cũng rất là yêu quý và cũng yêu thích mùi hương nên cũng không ảnh hưởng nhiều. Ra khách hàng chỉ có cái là sẽ phải đặt lịch trước khi qua đây để đảm bảo những cái giãn cách an toàn phòng chống dịch thôi. Dễ thương quá, rất là nhiệt tình luôn á. Để em lấy cái chai được để mình cho vào. Giờ em sẽ giúp anh. Trời, sẽ phải sao bự dữ. Cầm phễu và để anh đổ cái nước hoa mà anh vừa pha chế vào đây. À, đổ vào đây. Đổ vô hết luôn đúng không thầy? Dạ vâng, đúng rồi. Trời, nó vừa đủ luôn nè. Đó là nãy do mình tính toán từ khối lượng ra thể tích. Hay quá. Hoàng rapper, trai duy nhất trên thế giới. Rồi bây giờ mình trải nghiệm nè. Đúng rồi. Mình thịt sao ạ? Giờ mình em sẽ hướng dẫn anh để sử dụng nước hoa đúng cách luôn nha. Thứ nhất là về khi khoảng cách giữa cái vòi xịt và tay mình nó rơi ở khoảng một găng tay. Một găng chuẩn. Đây ạ. Một găng là nó sẽ tầm 10 đến 15cm. Nhiều người sẽ hay có thói quen là sau khi xịt sẽ trà sát tay. Nhưng mà cái trà này là hoàn toàn là không đúng. Nó sẽ làm ảnh hưởng đến phân tử nước hoa. Khi anh trà nó sẽ phá vỡ liên kết của phân tử. Bể. Thường các vị trí mà khuyên, bọn em hay khuyên khách xịt là cổ tay này, khuỷu tay, hai bên. Phần cổ và phần sau gáy. Sau gáy. Mọi người cứ sợ là nước hoa không lưu mùi lâu á, nên hay xịt lên quần áo, thực ra như vậy là không tốt. Hơn nữa là nhiều người lại muốn tóc thơm hay xịt lên tóc thì cũng không tốt, tại vì cái này nó sẽ làm khô tóc và hỏng tóc. Vậy luôn hả? Ngày trước em ra gặp anh, em nói là ngoài xịt lên người em còn xịt lên tóc nữa, thì anh lắc đầu nói là không được. Cảm ơn Bình Nguyên ngày hôm nay đã tiếp đón Hoàng Rapper cùng với Mít Nguyễn, và cũng mong là những sản phẩm như vậy sẽ đến tận tay của người Việt mình nhiều hơn nữa và có cơ hội được xuất ngoại luôn. Và Hoàng Rapper rất là mong muốn quý vị khán giả của Chuyện Đó Chuyện Đây luôn đẹp, thơm và đẹp giống như Mít Nguyễn nè. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục đón theo dõi vào lúc 19 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 với chương trình Chuyện Đó Chuyện Đây, được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty truyền thông Bi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.